hôm nay chỉ cho mọi người cái này siêu hay, đo nhịp tim bằng iPhone mà không cần đến Apple Watch. Hay không, hay không, hay không? Vào việc luôn. Rất đơn giản, mọi người chỉ cần download ứng dụng Google Fit. Đấy, Google nghe là uy tín đúng không? Sau đó thì nó sẽ có một cái phần là kiểm tra nhịp tim này. Bấm bắt đầu, chúng ta sẽ lấy ngón tay và che đi cái phần camera và giữ nguyên như vậy thôi là máy sẽ tự động đo nhịp tim. Ui, 102 á. Ui, sao tim mình đập nhanh dữ vậy? Đó, giao diện các thứ rất là trực quan. Chúng ta không cần thiết bị gì lằng nhằng, chỉ cần dùng iPhone là đo được nhịp tim. Và 102 nhịp một phút, có nghĩa là nó hơi bị quá cao. Sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ? Là bởi vì nhìn thấy nụ cười của em đó. Giá bán iPhone 13 Pro Max mọi người có thể tham khảo ngay tại chuỗi hệ thống của Samsung nha.